về sân khấu như những cánh chim bay đến khắp mọi miền của tổ quốc, tìm cho mình cuộc đời riêng, tìm cho mình mới đi riêng. Lớp ta có đứa nào hát không? Hà Nội, các bạn bây giờ đâu? Bạn xích vào đi ạ. Được chưa? Hà Nội đâu ạ?
có vẻ tự hào. Lên 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 đi nữa nào. Lên. Và bây giờ đây âm nhạc sẽ được vang lên và tất cả chúng ta sẽ di chuyển về với lửa trại trọng. Xin quay lại thêm một lần nữa.